Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy đến với những thông tin chi tiết có trong video ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị đã đến với bản tin của Bóng Đá Mơ. Vâng, thưa quý vị, những con số thống kê của Instat về Phan Văn Đức cho thấy những dấu hiệu tích cực sau khi bình phục chấn thương. Phan Văn Đức đã hồi phục 100% chấn thương đứt dây chằng mùa trước. Anh đã chơi trong hai trận mở màn của V-League năm nay và có màn thể hiện rất ấn tượng. Trong trận đấu với BKMX Bình Dương, Văn Đức đã lập công mang về bàn thắng duy nhất giúp Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm. Thông qua phần mềm phân tích số 1 thế giới Instat, các chỉ số thống kê của cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở mức rất cao. Trong 90 phút của trận đấu trên sân Vinh, Phan Văn Đức tung cả thảy 26 đường chuyền, trong đó có đến 25 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ 96%. Con số này rất ấn tượng, bởi Văn Đức là một cầu thủ tấn công với nhiều đường chuyền cần tạo sự đột biến. Đồng thời, thời tiết hôm ấy là trơn trượt, ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của quả bóng. Trong những đường chuyền của mình, Văn Đức chỉ 4 lần chuyền về, 19 trên 20 đường chuyền hướng lên được thực hiện chính xác, trong đó có một đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội. Ngoài ra, Văn Đức còn gây ấn tượng rất mạnh với tỷ lệ rê bóng qua người thành công đạt mức tuyệt đối 100%. Vì là một cầu thủ nhỏ con nên các chỉ số tranh chấp và tranh chấp trên không của Văn Đức chỉ đạt 47% và 67%, con số khá dễ hiểu. Nhờ màn trình diễn ấn tượng này mà Văn Đức được Instat đánh giá tỷ lệ hoạt động đạt 80%, rất đáng khen ngợi cho cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Nếu so sánh với những đồng đội chơi tốt ở trận này như Đình Đồng hay Tuấn Tài, thì thông số của Văn Đức cũng vượt trội. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của hai cầu thủ trên lần lượt là 79% và 65%. Sự hiệu quả mà Văn Đức mang lại giúp Sông Lam Nghệ An sở hữu thống kê áp đảo Bình Dương, dứt điểm trúng đích 4 trên 11 so với 4 trên 8, rơi bóng thành công 67% so với 59% và tranh chấp thành công 54% so với 46%. Qua đây có thể thấy, chiến thắng của Sông Lam Nghệ An là hoàn toàn thuyết phục trước đội bóng đất thủ. Phần mềm Instat là sở hữu của công ty Instat Football đặt trụ sở tại Nga. Cùng với những phần mềm khác như Prozone và Opta, Instat được khoảng 1.000 đội bóng trên thế giới sử dụng nhằm phân tích, báo cáo về trận đấu, giúp ban huấn luyện các đội dễ dàng triển khai nghiên cứu chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam đã sử dụng phần mềm này từ năm 2016, khi VFF bỏ ra số tiền lên tới 20.000 euro. Quý vị và các bạn thân mến, cựu tiền đạo U23 và Olympic Nigeria nhận định Hồ Tuấn Tài là cầu thủ xuất sắc nhất Sông Lam Nghệ An, trong khi đó Phan Văn Đức là người có cá tính nhất. Peter Onyekachi gia nhập câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở đầu mùa giải năm nay. Tiền đạo sinh năm 1994 sở hữu chiều cao 1m82 và từng khoác áo đội tuyển U23 và Olympic Nigeria năm 2015 và 2016. Anh cũng từng cùng câu lạc bộ Enjimba lên ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia Nigeria mùa 2014-2015, trong số 26 cầu thủ nội đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Peter Onyekachi đánh giá Hồ Tuấn Tài là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh nói, ở Sông Lam Nghệ An có rất nhiều cầu thủ tốt, nhưng với tôi, Hồ Tuấn Tài là cầu thủ hay nhất tại đội bóng. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi tại đây. Tuấn Tài rất chịu khó học tiếng Anh. Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc vừa đặt chân đến cũng như lúc tập luyện, thi đấu. Khi được đặt câu hỏi, cầu thủ nào nghịch ngợm và cá tính nhất Sông Lam Nghệ An, Peter Onyekachi trả lời, Haha, đó đương nhiên là Phan Văn Đức rồi, cậu ta rất nghịch ngợm. Cậu ấy luôn là người đầu tiên bày trò để trêu chọc tôi, và tôi cảm thấy rất vui và thích thú khi họ xem tôi như những thành viên trong gia đình. Trong năm 2019, cựu tiền đạo của đội tuyển U23 Nigeria đã ra sân thi đấu 34 trận và ghi được 5 bàn thắng cho câu lạc bộ Hapoel Saba. Anh cùng đội bóng này giành quyền thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Israel. Theo định giá chuyển nhượng của Transfermarkt, Peter Onyekachi có trị giá vào khoảng 250.000 euro. Bản hợp đồng của Peter Onyekachi với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có thời hạn 1 năm, mức lương không được hai bên tiết lộ. Sau hai trận đấu của đội bóng chủ sân Vinh, tân binh 26 tuổi vẫn chưa nổ súng ghi bàn cho đội bóng mới. Anh bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức và quyết tâm tỏa sáng khi giải đấu trở lại. Vâng thưa quý vị, lãnh đạo Mùa Thông nói, Đặng Văn Lâm chưa thể ra đi. Trưởng đoàn câu lạc bộ Mùa Thông United, Kanzarat đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai của Đặng Văn Lâm tại đội bóng. Trưởng đoàn câu lạc bộ Mùa Thông United, Kanzarat chia sẻ,
Chúng tôi chưa có ý định để thủ môn người Việt Nam ra đi lúc này. Đội bóng chưa có kế hoạch gì cho thị trường chuyển nhượng sắp tới, nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí. Chúng tôi còn chưa biết khi nào Thái Lịch trở lại, nên tất cả cầu thủ đều thuộc quản lý của đội bóng. Cả ba thủ môn của Muangthong United đều đang tập luyện chăm chỉ. Văn Lâm là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy phải thể hiện phong độ tốt nhất cho vị trí đó. Hiện tại, thủ môn Đặng Văn Lâm đang nỗ lực học tiếng Thái Lan để có thể giao tiếp với các đồng đội. Ban tổ chức Thái Lịch 2020 đã quyết định hoãn giải đấu tới ngày 2 tháng 5 do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đây là quyết định khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe của cầu thủ, huấn luyện viên cùng những người liên quan. Như vậy, Thái Lịch 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 2 tháng 5 đến 25 tháng 10. Tuy nhiên, thời gian này hoàn toàn có thể bị điều chỉnh trong thời gian tới nếu tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan vẫn chưa được kiểm soát. Thái Lịch 2020 đã diễn ra được 4 vòng đấu. Hai đội bóng tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Bangkok United và Ratchaburi với thành tích toàn thắng. Câu lạc bộ của Đặng Văn Lâm là Muangthong United đứng ở vị trí thứ 7. Họ để thua ở hai trận ra quân nhưng giành 6 điểm trong hai trận gần đây. Đó cũng là hai trận đấu mà Đặng Văn Lâm phải ngồi trên ghế dự bị để nhường chỗ cho Sampon Jos. Vâng thưa quý vị, mới đây, báo Indonesia hả hê trước sự mất mát của đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Indonesia đã tỏ ra vui mừng trước viễn cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo ở những trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2020. AFF Cup 2020 được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 đến hết tháng 12 sắp tới. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch sau khi xuất sắc đánh bại Malaysia tại trận chung kết 2 năm về trước. Chính vì vậy mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu sẽ bảo vệ thành công trước vô địch ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2020 sắp tới, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có được sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo ở những trận đấu đầu tiên. Lý do là vì chiến lược gia người Hàn Quốc đang thi hành án phạt của AFC sau tấm thẻ đỏ phải nhận tại trận chung kết SEA Games 30. Huấn luyện viên Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo 4 trận đấu không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA và 5.000 USD tiền phạt. Việc tất cả các giải đấu đang bị tạm hoãn khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc không có cơ hội để giảm số trận đấu bị phạt. Chính vì lẽ đó, nhiều khả năng ông sẽ phải thi hành án tại AFF Cup 2020 sắp tới. Trước viễn cảnh đội tuyển Việt Nam gặp mất mát lớn tại giải đấu khu vực, truyền thông Indonesia tỏ ra rất vui mừng. Thậm chí, họ còn cho rằng đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-jong lật đổ được Việt Nam tại Đông Nam Á. Tờ Indosport mở đầu bài viết với tựa đề: tin vui cho đội tuyển quốc gia Indonesia, huấn luyện viên đội Việt Nam sẽ bị trèo giò tại AFF Cup 2020. Việc AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, huấn luyện viên Park Hang-seo rất có thể sẽ phải thi hành án phạt từ AFC tại giải đấu này. Đây sẽ là tin vui cho đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-jong khi đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2020. Không chỉ gặp rắc rối với án phạt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam còn đang gặp phải khó khăn rất lớn với lịch thi đấu dày đặc trước khi tham dự AFF Cup 2020. Nếu đúng như kế hoạch thì chỉ một tuần sau trận đấu với UAE vào ngày 17 tháng 11 trên sân khách, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020. Quỹ thời gian ít như vậy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là thể lực của các cầu thủ sẽ không được đảm bảo khi phải gồng mình thi đấu liên tục như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam sẽ phải tính toán, lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho giai đoạn quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2020 để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trước đó. Vâng thưa quý vị, mới đây thì Messi Thái Lan đã tạo nên lịch sử cho Đông Nam Á tại J-League. Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên có giá trị chuyển nhượng cao nhất tại một câu lạc bộ J-League One. Mới đây, trên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã cập nhật giá trị của các cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League One. Trong đó, giá trị đội hình của câu lạc bộ Consadole Sapporo có những biến động rất lớn. Theo tờ Siam Sport, Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin đã được Transfermarkt định giá ở mức 2.400.000 euro và là cầu thủ giá trị nhất câu lạc bộ Consadole Sapporo. Truyền thông Thái Lan cho rằng đây là một bước tiến lịch sử của bóng đá Thái Lan. Lần đầu tiên trong lịch sử J-League, một cầu thủ đến từ xứ Thái Lan và Đông Nam Á được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá lớn nhất ở một câu lạc bộ Nhật Bản đang thi đấu tại J-League One.
đồng đội của Chanathip Songkrasin tại đội tuyển Thái Lan và câu lạc bộ Consadole Sapporo là Kawin Thammasajan cũng được Transfermarkt định giá 500.000 euro. Kawin gia nhập đội bóng Nhật Bản với bản hợp đồng cho mượn 2 năm từ Ole Werner của Bỉ. Thống kê từ Transfermarkt cho thấy giá trị của Chanathip Songkrasin đã cao gần gấp đôi đội tuyển Việt Nam, khi cả đội hình tuần sau của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ được định giá ở mức 1 triệu 400.000 euro. Trong đó, Công Phượng, Văn Lâm và Sơn Trường là 3 người trị giá nhất với 200.000 euro. Còn Quang Hải chỉ được định giá ở mức 150.000 USD. Video của Bóng Đá Mơ ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên hãy ủng hộ cho chúng tôi bằng cách nhấn đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!